28 tháng 4, thứ sáu tuần 3 Phục sinh. Thịt ta thật là của ăn, máu ta thật là của uống. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, những người Do Thái tranh luận với nhau rằng: làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được? Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: thật, ta bảo thật các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt ta thật là của ăn và máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta, và ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là đấng hằng sống đã sai ta, nên ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ ta. Đây là bánh bờ trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Người giảng dạy những điều này tại hội đường Capernaum. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện chỉ có thể là trao ban. Thịt ta thật là của ăn, máu ta thật là của uống. Chúa Giêsu yêu thương chúng ta quá đỗi, Người khao khát chúng ta được kết hiệp mật thiết với Người, nên một với Người, để chúng ta sống chính sự sống của Người. Vì thế, Người chẳng tiếc gì, Người chẳng ngần ngại gì mà không trao ban cho chúng ta tất cả. Người trao ban cho chúng ta chính thịt máu của Người, để sự sống của Thiên Chúa nơi Người làm nên chính sự sống của mỗi chúng ta. Không còn quà tặng nào quý giá hơn nữa, không còn tình yêu nào vĩ đại hơn nữa. Người nói: thịt ta thật là của ăn, máu ta thật là của uống. Vâng, với một Thiên Chúa uy quyền thì Người có thể dùng quyền năng của Người mà nuôi sống chúng ta, cách khác hơn cũng được chứ. Tại sao chỉ có thể là tiêu tan, không làm sao giữ nguyên vẹn? Tại sao chỉ có thể là hiến thân, cho người người được vui sống? Tại sao chỉ có thể là trao ban, không thể nào sống yên hàn? Vì chỉ có thể là như thế thôi, là cứu rỗi con người. Thiên Chúa Cha không muốn cách nào khác hơn. Ước gì các gia đình khát khao kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể, cho thỏa lòng yêu của Chúa Cha. Và ước gì khi rước lấy Thánh Thể Chúa Giêsu, mỗi chúng ta thấu cảm được tình yêu vô biên của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu. Ý của Thiên Chúa Cha là như thế, và Chúa Giêsu đã vâng lời Cha mà thực hiện ý Cha như thế, một tình yêu trao ban chính sự sống mình. Thánh Phaolô đã thấu cảm sự kết hiệp trọn vẹn với Chúa Giêsu, thấu cảm niềm vui, bình an, hạnh phúc, và nhất là thấu cảm sự sống của Thiên Chúa. Ngài nói: tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Và Chúa Kitô sống trong tôi, để tôi trở nên mọi sự cho mọi người. Lạy Chúa, xin cho các gia đình kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể và cho ban sự sống của Chúa cho mọi người. Amen. Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã biết thân phận người chúng con là phải chết ngàn đời rồi tan biến trong hư vô. Chúa biết thân phận người mong manh như bụi tro, héo tàn như hoa cỏ. Chúa biết thân phận người tội lỗi, hư thân, về bóng sầu bất tận. Vâng, Chúa biết thân phận người,
Chúa xót đau với thân phận người, và vì yêu thương, Chúa cứu thân phận người khỏi chết muôn đời bằng cái chết và sự phục sinh của Chúa, để con người được sống lại và được sống đời đời trong Đức Chúa. Xin xót thương, xin khoan dung, xin thứ tha, xin dẫn chúng con vào cuộc sống mới, cuộc sống phục sinh. Xin giữ chúng con luôn tin yêu và sống lời Chúa Kitô. Amen. Trong Đức Kitô, Chúa
xót thương, Chúa cứu con khỏi chết muôn đời. Xin Chúa khoan dung, Chúa thứ tha đời con vẫn vương tội. Lạy Chúa, Chúa xót thương, Chúa dẫn con vào cuộc sống mới. Xin Chúa giữ con luôn luôn tin yêu vào lời Chúa Kitô. Chúa xót thương, Chúa cứu con khỏi chết muôn đời. Xin Chúa khoan dung, Chúa thứ tha đời con vẫn vương tội. Lạy Chúa, Chúa xót thương, Chúa dẫn con vào cuộc sống mới. Xin Chúa giữ con luôn luôn tin yêu.